là giống các cô chị diễn viên mà chị diễn vào mắt ăn rồi chưa đến được chút xíu thì chị ăn xong trở lại nha. Bây giờ em xin mời người kế tiếp đó là Ly Lan. Có Ly Lan không? Dạ, sau Ly Lan là Mai Văn nha. Chuẩn bị bài dùm anh.